Các nhà hiệu triệu, tôi là Matt, nghiên cứu sinh tại phòng thí nghiệm quái thú đảo Thiên Trường, chuyên nghiên cứu về những quái thú hùng mạnh trong Summoner's War. Và nhân vật của ngày hôm nay là... Ninja hệ hỏa. Hay còn được biết đến với cái tên thức tỉnh, Garo. Hãy bắt đầu với bộ kỹ năng của cậu ấy nhé. Kỹ năng lãnh đạo, tăng tốc độ tấn công của quái thú đồng minh hệ hỏa. Rất là hữu dụng đấy. Hãy đem một đội hình toàn quái thú hệ hỏa để áp đảo đối phương. Kỹ năng thứ nhất, Ninja Stars. Đòn tấn công đầu tiên gây sát thương dựa theo tốc độ tấn công, đồng thời gây ra sát thương nối tiếp. Kỹ năng thứ hai, Dragon Attack. Khi kỹ năng này đạt level tối đa, nó sẽ chỉ cần 2 lượt để hồi lại và có khả năng làm choáng mục tiêu. Kỹ năng này tung ra 2 đòn tấn công, vì vậy nó có thể dễ dàng làm choáng cả những quái thú có hệ tương khắc. Kỹ năng thứ ba, Narrow Escape. Rất nhiều nhà hiệu triệu vẫn không rõ về thời gian reset kỹ năng nội tại của Garo. Đó chính là khi Garo đến lượt. Kỹ năng này sẽ chỉ vô hiệu hóa sát thương phải nhận một lần mỗi lượt. Vì vậy, với những đòn tấn công liên hoàn, hiệu ứng sát thương nối tiếp cộng dồn, và khi nội tại bị kích hoạt bởi đòn phản công của đối thủ, có thể gây nguy hiểm cao cho Garo nếu những điều trên xảy ra khi Garo chưa đến lượt. Giờ thì hãy bàn về cách sử dụng cậu ta sao cho hiệu quả nhé. Bắt đầu. Với kỹ năng đầu tiên, bạn sẽ cần tốc độ tấn công cao để gây ra một lượng sát thương lớn và giúp hiệu ứng nội tại hồi lại nhanh hơn. Nếu bạn muốn dùng Garo vào vai trò gây sát thương thì đừng quên trang bị cho cậu ta một lượng ATK lớn nhé. Cộng thêm ấn thạch hút máu giúp nội tại của Garo duy trì lâu hơn. Bạn có nhớ boss của tầng 10 của lao ngục khổng lồ thuộc hệ thủy và không có các đòn tấn công liên hoàn không? Điều đó có nghĩa là nếu sử dụng kỹ năng nội tại của Garo một cách thông minh thì bạn sẽ thấy một mình Garo có thể dễ dàng vượt qua thử thách này. Ngoài ra, chúng ta cũng không thể không nhắc đến Garo trên đấu trường thế giới và công thành chiến. Nếu đối phương không sở hữu các quái thú tấn công liên hoàn, bạn không cần phải cân nhắc quá nhiều về hệ, chỉ cần tung ra Garo như một quân áp chủ bài. Bạn sẽ thấy Garo mạnh mẽ như thế nào trong một trận công thành chiến 4 sao. Hãy cẩn thận xem xét các quái thú đối địch và tung Garo ra trận. Chắc là tôi cũng không phải nói cho các bạn về việc dùng Garo trong một số tầng tại đường mòn thiên giới độ khó hát đâu nhỉ. Hãy tận dụng kỹ năng nội tại của cậu ta để có thể đưa cậu ta vào hàng ngũ những quái thú mạnh nhất, Garo. Bài nghiên cứu về Garo đến đây là hết. Tôi là Map, nghiên cứu sinh quốc dân của các bạn. Hẹn gặp lại các bạn vào tập tiếp theo nhé. Bye bye. Dạo này thời tiết cứ như hỏa diễm sơn nhỉ.